Ngày 31 tháng 1, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 12, Phòng BC02 Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Phạm Văn Nu, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 1, chủ tiệm vàng ở quận 12 mở cửa hàng, phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm. Kiểm tra thì bị mất hơn 100 lượng vàng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra. Bằng nghiệp vụ, khuya ngày 30 tháng 1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Nu ở tỉnh Bình Dương. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng. Bước đầu, Nu thừa nhận gây ra vụ trộm tiền vàng ở quận 12 vào rạng sáng ngày 29 tháng 1. Hiện công an đang điều tra mở rộng.